gia đình con siêu phàm đã vào căn cứ rác của lão bụi ta thì đừng hòng thoát được. Xong rồi, chúng ta sẽ bị đẩy xuống biển mất. Cả nhà ơi, mau uống hết sữa túi quần năng lượng thần kỳ biển sô-cô-la này để nạp lại năng lượng nào. Cứ thế này thì thành phố sẽ ngập trong núi rác mất. Nguy rồi, đảo rác đang tiến về hướng thành phố. Hút thật nhiều rác vào, bắn tới tấp cho ta. Gia đình con siêu phàm đã vào căn cứ rác của lão bụi ta thì đừng hòng thoát được. Xạo quá, ngốc như ông mà làm trùm căn cứ hả? Tôi nói ai ngốc à, quên lại cái chiều cũ rích ngươi giả vợ chọc kẹo để ta khai ra hả? Nè bụi béo, bắt lấy. Cái gì đây? Quà đặc biệt cho người mạnh nhất hồi hắc ám đó. Chập chập, người chỉ được cái nói đúng. Cái túi này nhìn hay thiệt, cứ nhẹ như không vậy. Lại còn ngon nữa chứ, uống lạnh đã thiệt. Lão bụi, ông có biết đảo rác này khiến cho biển bị ô nhiễm, các sinh vật sống dưới nước không thể tồn tại hay không? Thế thì làm sao? Trời ơi, tội nghiệp các bạn ca. Bụi thật sự xin lỗi, bụi chỉ làm theo lời của tiến sĩ Đơ thôi mà. Anh hai cho lão bụi uống sữa trái cây túi quần năng lượng thần kỳ vị nho đó ạ. Nó khiến lão bụi hung ác trở thành lão bụi thật thà luôn. Ông á phải khai ra âm mưu của hội hắc ám thì chúng tôi mới có thể cứu lấy môi trường được. Bọn ta đã lên ba âm mưu làm ô nhiễm môi trường. Đảo rác do ta phụ trách, nó sẽ đi khắp thế giới, xả rác xuống biển, hủy hoại môi trường, làm sinh vật nhiễm độc, biên dị, đủ thứ hết. Trời ơi, ta tệ quá. Vậy hai âm mưu còn lại thì sao? Hai âm mưu còn lại là các người cho ta uống cái gì vậy? Ta bị mắc lừa rồi. Robot đâu? Tấn công gia đình của siêu phạm cho ta. Hả? Hút thật nhiều rác vào, bắn tới tấp cho ta. Không xong rồi, chúng ta sẽ bị đẩy xuống biển mất. Cả nhà ơi, mau uống hết sữa túi quần năng lượng thần kỳ biển sô-cô-la này để nạp lại năng lượng nào. Sau đó kết hợp túi lại làm lá chắn. Vật liệu Ecolin đến từ tương lai vô cùng bền chắc sẽ bảo vệ chúng ta và còn đánh bay kẻ địch. Gậy ông đập lưng ông. Không thèm đánh với các ngươi nữa, ta sẽ hạ cả thành phố này. Tuyệt vọng đi, gia đình quân siêu phàm. Ta tan làm đây. Nguy rồi, đảo rác đang tiến về hướng thành phố. Cứ thế này thì thành phố sẽ ngập trong núi rác mất. Tinh thần phấn chấn mới đi. Còn có cách rồi. Em mau nói đi Tấm Tuốt. Cả nhà giúp con nói những chiếc drone lại với nhau đi. Cả nhà đã nói xong rồi con gái. Đảo rác trôi chậm hơn rồi. Giỏi lắm Tấm Tuốt ơi. Ôi da. Nguy hiểm.
Cả nhà đừng sợ, bạn Bạch Tuộc đã cứu con đó. Bạn ấy bảo là vì ăn phải rác thải nên cơ thể mới bị biến dị như thế. Hồi nãy tưởng gia đình ta muốn xả rác nên bạn ấy mới ngăn lại thôi. Ra là vậy. Bạn ấy muốn ngăn cản đảo rác phá hủy môi trường và cả các bạn ấy nữa. Mẹ đưa mọi người đến để cùng dọn sạch đảo rác đi. Nhờ mấy tái chế của Tám Tuốt mà anh và Chớp Chớp đã dọn được kha khá rồi đó. Hai bố con giỏi quá. Thế còn Tám Tuốt đâu rồi? Con ở đây. Trên cổ con là bạn Bạch Tuộc khổng lồ tối qua đó mẹ. Con đã pha chế thuốc cho các bạn sinh vật biển uống. Các bạn đang dần trở lại bình thường rồi ạ. Thế mà tối qua tên nào nói mọi chuyện đã xong xuôi rồi, ngủ thẳng cẳng đến trưa. Nhưng ta làm gì có cặn. Ý ta không phải thế. Ngươi thôi, hỏng bụi thì còn ta. Các ngươi cứ chống mắt lên mà xem tiến sĩ đời thể hiện đây. Các bạn uống túi quân sô-cô-la nóng để nạp lại năng lượng nè. Hội hắc ám vẫn còn hai âm mưu nữa, trông cậy hết vào mọi người đó. Cảm ơn quân.